Con xin chào các cô và các bạn. Con tên là Chu Quang Anh. Hôm nay con học lớp 5D trường tiểu học Chi. Hôm nay con thuyết trình về bài thuyết trình về sản phẩm đồng hồ. Thế con nhấn vào nhân vật ghi con nhấn vào lá cờ xanh. Mỗi giây nó sẽ phát ra âm thanh là bôi. Đằng đây chính là những cái đây chính là cái bảng ngày tháng năm. Để biểu hiện cho con nhấn vào bảng thì nó sẽ hỏi là 10 bạn nhập giờ. Con nhập là 19 giờ 10 phút. Đợi 1 phút thì sau khi nó đến giờ nó sẽ những cách hình trắng thì nó sẽ phát bài nhạc nền. Sản phẩm con xin được dùng ở đây. Lời cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Quang Anh. Bây giờ cô sẽ góp ý cho phần đầu tiên là cái phần dự án của Quang Anh. Thứ nhất là về phần thẩm mỹ. Ở đây cô thấy các số trên mặt đồng hồ của con. Thì các số con cũng đã viết đầy đủ từ số 1 đến số 12 rồi. Tuy nhiên cái khoảng cách giữa các cái số ấy thì cô thấy là nó vẫn còn một chút xíu nó chưa được chính xác. Nói là cái ô thứ ngày tháng năm của con ấy. À, ngày tháng năm của con thì con cũng đặt cho nó sao cho nó cân đối một chút. Ví dụ cái số 25 này thì nó lại che mất cái chữ ngày. Còn chữ tháng 8 thì cái chữ tháng của con thì nó cũng hơi bị lệch một chút xíu. Và cái ô 5 cũng vậy. Thì cái này là về phần thẩm mỹ thì con chưa được gọi là chưa được trau chuốt cho lắm. Và cái phần này để mà lập trình cho các cái số hoặc là đưa các cái số vào vị trí chính xác trên mặt đồng hồ ấy thì có một cách như hôm đầu cô đã hướng dẫn là con lập trình bản sao của kim dây và cho nó xoay 12 lần, mỗi lần xoay một góc 30 độ. Thì mỗi lần tạo bản sao như thế thì chúng ta sẽ đưa các cái số từ 1 đến 12 vào đầu vị trí của các bản sao của kim dây thì chúng ta sẽ sắp xếp được vị trí chính xác nhất. Đấy là về phần thẩm mỹ của dự án của con. Thứ hai nữa là về phần lập trình cho dự án đồng hồ báo thức này của con. Thì khi con nhấn đặt giờ báo thức thì nhân vật cũng đã hỏi giờ hỏi phút. Tuy nhiên khi mà đến giờ phút đó, cô lại không nghe thấy cái âm thanh báo thức của con. Các bạn có nghe thấy âm thanh báo thức của bạn Nam Anh không? Nam Anh quay trở lại cái mục tốt cho cô xem này. À, Quang Anh xin nhỏ con xấu lại cho cô. Rồi, con trở về mục tốt để cho con xem này. Rồi, đợi đến xem này. Giờ hiện tại bằng giờ và phút, bạn bằng phút thì làm lại hai lần, cái gì đó con kéo dịch lên cho cô xem, con kéo dịch lên cho cô xem cái khối lệnh khi đối với nhân vật báo thức phát nhanh. Tại sao cô lại không nghe cái bài này nhỉ? Quang Anh con có nghe thấy cái bài hát cái âm thanh báo thức này không? Có. À, hay là con để nhạc nhẹ quá tôi không nghe thấy nhỉ? Rồi, với cái cách lập trình của con thì cô đã thấy đúng rồi đấy. Tuy nhiên là cái phần âm thanh này cô chắc là nhẹ quá tôi không nghe rõ. Đấy là về phần lập trình. Tiếp theo là về phần kỹ năng thuyết trình của con. Thì cũng như là bạn đã nói đấy thì Quang Anh nói hơi nhỏ một chút. Lần sau thì Quang Anh sẽ nói to hơn nha. Nói hơi nhỏ này. Cái thứ hai nữa là ở đây có các nhân vật thì con cũng chưa nói rõ được các nhân vật nó hoạt động như thế nào. Ví dụ trên mặt đồng hồ hoặc là trên sân khấu thì các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh kim giờ, kim phút, kim giây.
Và con cũng có thể chỉ cái con trỏ chuột của con vào những cái hình ảnh đó và xem các cái đó nó hoạt động như thế nào, thì chúng ta cũng nói rõ để mọi người hiểu được cái dự án của mình nó chạy như thế nào nhá, Quang Anh nhá. Rồi rồi, cô cảm ơn Quang Anh và cô đánh giá phần thuyết trình của Quang Anh là khá tốt nhá.